Những hình ảnh bạn vừa theo dõi chính là tin tức thời sự nóng hổi nhất trong 24 giờ qua và nhận được sự quan tâm của cả thế giới. Cả tôi cũng giống như bạn đều dõi theo từng tin tức về tình hình chiến trường tại Ukraine thông qua những nguồn tin cả chính thống và không chính thống để rồi bàn luận về nó. Ăn rau muống nói chuyện chính trị, dân mạng thường hay có những ví von vui vui như vậy, đại ý nói về việc chúng ta chưa đủ trình độ và đủ góc nhìn khách quan nhất nhằm tiếp cận những vấn đề chính trị. Nhưng hãy nhìn cuộc chiến Nga-Ukraine qua lăng kính khác, lăng kính của bóng đá, bởi cuộc chiến này đã lập tức tạo ra những ảnh hưởng đến trái bóng tròn, một môn thể thao mà lẽ ra không nên hứng chịu và trở thành quân cờ cho những toàn tính về mặt chính trị. Chiến tranh xảy ra lập tức tạo ra những ảnh hưởng cực lớn lên thế giới. Cuộc chiến Nga-Ukraine mới chỉ bắt đầu cách đây 24 giờ, nhưng nó đã tác động lên mọi mặt của đời sống xã hội. Thế giới bóng đá cũng đã có những phản ứng đầu tiên ngay từ khi Nga còn chưa phóng những quả tên lửa về phía nước láng giềng. Phút 72 của đối đầu giữa Benfica và Ajax, tiền đạo Roman Yaremchuk có cú đánh đầu quân bình tỷ số cho đại diện đến từ Bồ Đào Nha. Anh lập tức cởi chiếc áo để lộ biểu tượng cây đinh ba, biểu tượng của đất nước Ukraine nhằm ủng hộ cho quê nhà. Anh cũng nhận được những cái ôm nồng nhiệt từ những người đồng đội như một lời an ủi và nhắn nhủ rằng chúng tôi sẽ luôn bên cạnh bạn trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này. Có lẽ trong cơn ác mộng tồi tệ nhất, Yaremchuk cũng không thể tưởng tượng ngay buổi sáng hôm sau, quê nhà phải hứng chịu hàng loạt những quả rocket, tên lửa từ phía Nga, giống như từng tấc đất tại Ukraine, cả thế giới bóng đá lập tức rung chuyển về điều này. Oleksandr Zinchenko, hậu vệ người Ukraine đang khoác áo Man City, có những phản ứng mạnh mẽ nhất. Trên mạng xã hội Instagram, cầu thủ 25 tuổi thậm chí còn đưa ra những lời lẽ tiêu cực đến mức đòi hạ sát Tổng thống Nga Putin. Tôi cầu mong ông sẽ phải chịu cái chết đau đớn nhất, đổ vô nhân tính. Ngay sau đó, story của Zinchenko đã được xóa đi. Không chỉ dừng lại ở lời nói đó, Zinchenko còn lập tức xuống đường hòa vào dòng người biểu tình tại thư viện trung tâm thành phố Manchester vào sáng hôm qua để phản đối cuộc chiến của Nga. Cũng dùng mạng xã hội để bày tỏ nỗi lòng, huyền thoại bóng đá của Ukraine Andriy Shevchenko kêu gọi người dân hãy đoàn kết và vượt qua thời kỳ đen tối này. Đất nước của tôi thuộc về người Ukraine và không ai có thể chiếm đoạt nó. Chúng tôi sẽ không từ bỏ vinh quang cho Ukraine. Rạng sáng nay trước trận đấu giữa Barca và Napoli, toàn bộ 22 cầu thủ ra sân của hai đội đã chung tay lan tỏa thông điệp dừng chiến tranh. Chân sút Ruslan Malinovsky sau khi ghi bàn thắng cho Atalanta cũng một lần nữa truyền thông điệp này qua những dòng chữ được viết trên áo. Zenit Saint Petersburg, một đội bóng của Nga cũng thi đấu tại Europa League, đã quyết định loại bỏ hậu vệ Jaroslav Rakitsky sau khi anh này có những phát ngôn về cuộc chiến giữa đôi bên. Ở nơi tiếng súng và tiếng bom đang thét gào, chẳng còn ai có đủ tâm trí mà nghĩ về bóng đá. Giải vô địch quốc gia Ukraine lập tức bị tạm dừng tối thiểu 30 ngày vì những ảnh hưởng của chiến tranh. Sau đó, nhóm các cầu thủ của Brazil đã đăng tải đoạn video lên mạng xã hội với hình ảnh họ cùng gia đình đã tập hợp tại một khách sạn ở thủ đô tại Ukraine. Những vũ công Samba đang chơi bóng tại đây kêu gọi những sự hỗ trợ từ bên ngoài để họ được sơ tán ngay lập tức. Biên giới đã đóng cửa, ngân hàng ngưng hoạt động, nơi đây thiếu đi nhiên liệu, thiếu cả thức ăn và thiếu cả tiền nữa. Chúng tôi đang ở đây giữa thủ đô của Ukraine và chờ đợi một chuyến bay giải cứu để thoát khỏi nơi này. Trong khi đó, những cầu thủ bản địa cho biết họ sẵn sàng cầm súng lên đường để bảo vệ tổ quốc nếu có lệnh tổng động viên. Chủ tịch của câu lạc bộ Dnipro, một trong những đội bóng hàng đầu của Ukraine, lên tiếng kêu gọi cầu thủ của mình hãy ra tiền tuyến để đẩy lùi binh lính Nga. Thông điệp này nhận được sự phản hồi trái chiều từ chủ tịch của Dynamo Kiev, ông Igor Sukis. Vị chủ tịch này khẳng định rằng các cầu thủ của ông giờ vẫn đang tập luyện và chẳng có một ai sẽ ra chiến trường cả. Giải vô địch quốc gia bị hoãn không biết bao giờ mới trở lại, còn con đường đến với World Cup 2022 của đội tuyển này càng trở nên gập ghềnh hơn bao giờ hết. Vào tháng 3 tới, Ukraine sẽ có trận playoff với Scotland để tranh tấm vé dự World Cup. Dù vậy, huấn luyện viên trưởng của đội bóng này lập tức tuyên bố hãy cứ để trận đấu đó diễn ra như bình thường. Ukraine của ông vẫn sẽ ra sân và giành chiến thắng theo kiểu đánh nhanh diệt gọn, bởi trong thời khắc khó khăn này chỉ có chiến thắng trong bóng đá mới khích lệ tinh thần của toàn dân tộc. Nói vậy thì nói, nhưng bạn cũng thừa hiểu các cầu thủ sẽ thế nào nếu không được ra sân trong vòng một tháng. Đó là trong điều kiện bình thường họ còn được tập luyện. Giờ đây đất nước đang lâm nguy, không rõ tâm trí của họ có thể dồn toàn bộ cho bóng đá được hay không. Trong một thông báo mới nhất, câu lạc bộ Schalke 04 của Đức đưa ra tuyên bố sẽ loại bỏ logo của tập đoàn năng lượng Gazprom khỏi áo đấu như một hành động để phản đối nước Nga trong cuộc chiến này. Tập đoàn của Nga đã tài trợ cho Schalke từ năm 2007 và chắc chắn việc loại bỏ logo thương hiệu khỏi áo đấu sẽ vi phạm vào các điều khoản của hợp đồng. Schalke đã thể hiện rõ quan điểm của mình rằng họ thà mất đi hợp đồng tiền tấn còn hơn ủng hộ đối thủ. Với Manchester United, có vẻ như mối lưng duyên của họ với hãng hàng không Aeroflot dường như cũng đi đến hồi kết. Mới đây, chính phủ Anh đã ra thông báo cấm hãng hàng không của Nga được bén mảng đến đất của Vương quốc Anh. Aeroflot là đối tác vận chuyển chính thức của Man United kể từ năm 2013. Mọi trận đấu của Quỷ đỏ nước ngoài đều phải di chuyển bằng chuyên cơ của hãng này theo những điều khoản trong hợp đồng tài trợ.
Giờ đây khi Aeroflot không được đến Anh Quốc, những điều khoản trong hợp đồng có thể bị phá vỡ hoặc là giới chủ Mỹ và công ty của Nga ngồi vào bàn đàm phán để thương thảo lại, hoặc mối lương duyên này sẽ chấm dứt, không đưa nhau đi về đến nơi đến chốn thì lương duyên cái gì nữa đây. Và cuối cùng, miếng bánh Champions League. Rất nhiều nguồn tin đều cho rằng UEFA đã ra quyết định hủy tổ chức trận chung kết Champions League trên sân vận động Gazprom, thành phố Saint Petersburg. Địa điểm mới chưa được tiết lộ nhưng Wembley đang sẵn sàng để làm điều này. Gazprom là nhà tài trợ chính của giải đấu cấp cao nhất châu Âu trong nhiều năm trở lại đây, nhưng rất có thể UEFA sẽ mất đi một nguồn tiền khổng lồ từ Nga nếu đôi bên quyết định dừng hợp tác. Một nhóm những nhà chính trị tại châu Âu đã có thư ngỏ gửi lên UEFA đề nghị ngừng ngay việc hợp tác với tập đoàn này. Giờ đây cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Âu đang phải đối mặt với áp lực cực lớn. Tiền vốn đã là câu chuyện chính khiến Super League ra đời, và có thể tiền sẽ lại là nguyên nhân khiến Super League hồi sinh. Gazprom rút đi, cầm theo vali tiền, thử hỏi UEFA sẽ kêu gọi thế nào để những tập đoàn khác thế chỗ. Chelsea là một trong những câu lạc bộ lớn có khả năng chịu ảnh hưởng từ trận chiến này vì ông chủ của họ là một người Nga. Hai ngày trước, thậm chí một nghị sĩ đã kêu gọi thu hồi Chelsea từ Roman Abramovich, tuyên bố rằng ông chủ của The Blue không được phép sở hữu câu lạc bộ Premier League. Cụ thể, Chris Bryan, một nghị sĩ lao động, trong phát biểu của mình tại Hạ viện hôm thứ Năm cho biết rằng ông đã nhận được các tài liệu từ năm 2019 chứng minh việc Abramovich có liên kết với các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Trong phát biểu của nghị sĩ này chỉ ra, chính phủ Anh luôn tập trung vào việc đảm bảo rằng các cá nhân có liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp không thể đặt trụ sở tại Vương quốc Anh và sẽ sử dụng các biện pháp khác nhau, bao gồm cả quyền nhập cư, để ngăn chặn điều này. Tôi chắc rằng Abramovich không còn khả năng được phép sở hữu một câu lạc bộ bóng đá ở đất nước này và có thể là cả ngôi nhà 152 triệu bảng của ông ta. Càng tồi tệ hơn là có tin được lan truyền rằng sau khi bị liệt vào danh sách những tài phiệt thân chính quyền Vladimir Putin, Roman Abramovich gần như chắc chắn sẽ không được phép sống tại Vương quốc Anh khi liên hiệp này thực hiện lệnh trừng phạt Nga. Ngay tối qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga để đáp trả cuộc xâm lược quân sự toàn diện của họ vào Ukraine. Nhưng bất chấp một số lời kêu gọi tại Quốc hội thì Roman Abramovich đã không được nêu tên trong 5 cá nhân được cho là thân cận Putin. Ngoài các biện pháp chung, các biện pháp trừng phạt được cho là nhằm vào hơn 100 công ty và nhà tài phiệt ở trung tâm của chế độ Putin với việc đóng băng tài sản và cấm đi lại. Danh sách đầy đủ của những cá nhân và công ty bị ảnh hưởng dự kiến sẽ được Bộ Ngoại giao công bố vào một thời điểm nào đó, và nếu Abramovich có nằm trong danh sách lớn nhưng chưa chắc sẽ bị trừng phạt nặng như các đối tượng khác. Hiện tại, các biện pháp trừng phạt mới đã đóng băng tài sản của nhiều ngân hàng Nga, trong đó có ngân hàng lớn nhất là VTB. Tài sản bị phong tỏa có nghĩa là chúng không thể được sử dụng để tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ở Vương quốc Anh hoặc với công dân Vương quốc Anh. Các biện pháp trừng phạt tương tự cũng được Mỹ và Canada công bố. Điều này không giống như việc chính phủ tịch thu tài sản của Abramovich, bất kể phần nào trong số đó có thể nằm trong ngân hàng này, có thể không lớn lắm trong kế hoạch lớn của mọi thứ, hoặc cụ thể là ở Anh, bao gồm cả Chelsea như đã có được một số chính trị gia ủng hộ. Ngay cả khi điều xấu nhất như thế có thể xảy ra, thì hậu quả tức thì chính là Abramovich sẽ không thể tiếp tục đổ tiền vào câu lạc bộ. Thế đấy, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã khơi mào cho rất nhiều tác động lớn đến thế giới bóng đá, trong đó có cả những sự chia rẽ và cô lập, một điều không nên xảy ra trong thế giới túc cầu vốn được định danh là phi chính trị này. Nhưng bóng đá đang dần trở thành một quân cờ để các bên sử dụng làm đòn trừng phạt với Nga và bày tỏ rõ quan điểm chính trị của mình. Những tác động của nó chắc chắn sẽ khiến làng túc cầu giáo phải chịu ảnh hưởng, khiến những câu lạc bộ và cầu thủ thiệt thòi trong một thời gian dài. Giống như toàn bộ người dân trên trái đất này, tất cả chúng ta đều mong cuộc chiến sẽ sớm qua đi và đôi bên ngồi lại vào bàn đàm phán. Hòa bình cần được lặp lại, sự chia rẽ cần được chấm dứt, không chỉ trên đất nước Ukraine mà ngay cả trên sân cỏ, nơi sự chia rẽ đang dần manh nha khi bóng đá bị biến thành dụng cụ của cả đôi bên.